mày xỉ nhục tao nhiều rồi. Đến lúc chia tay tao phải xỉ nhục một lần cho mày nhớ. Đồ chó. Sao nhiều giấy mép thế? Vô duyên. Em xin lỗi anh, đợi em lâu chưa? Cũng lúc rồi. Của em này. Đợi em xin. Chỉ cần em vui, ngày nào anh ở đây đợi em cũng được. em xin lỗi, anh đợi em lâu chưa? Cũng lúc rồi. Chỉ cần em vui, ngày nào anh ở đây đợi em cũng được. Anh... Ờ kìa, anh cái gì? Đưa tiền đây, người ta còn đi ship. Bảo dấu đơn người ta đang phải đi ship hàng cái đây. Anh cái gì? Đưa tiền đây. Sao ngày nào cô cũng buộc phải tôi là thế nào ấy nhỉ? Dạ đây, em gửi ạ, em xin lỗi. Nào, lâu. Đây là đơn hàng cuối cùng dạng của cô đấy. Không quen thì bây giờ quen. Mà trên mặt em dính gì kìa? Dính gì là dính gì? Anh mở chỉ cho em được là em dính gì ấy. Em cho xin số làm quen ấy. Dạ, xin số làm quen. Thế trên mặt em dính gì? Thì trên mặt em dính sắc đẹp ấy. Đã xin dai lại còn dẻo kiểu ghét chết đi được. Em cho xin số nhá. Xin. Không quen thì bây giờ quen. Mà trên mặt em tính gì kìa? Tính gì là tính cái đéo gì? Mà trêu bà? Không, ý anh là mặt em tính sắc đẹp ấy. À, thính cơ à? Đẹp trai thả thính, người ta gọi là soái ca. Còn cái loại xấu như mày ấy, người ta gọi là đú đẩn, đú con lợn. Biết? Cái gì cũng đẹp nữa. Ui, anh xin lỗi. Anh xin lỗi nhá. Dạ vâng, không sao đâu ạ. Mà anh đi đâu mà vội thế? Anh đi giao hàng. Cũng ở gần đây. Thế nhưng anh không biết đường, cho nên bị lạc em ạ. Thế anh giao hàng ở đâu? Ở Hồ Linh Đàm. Ơ, em cũng có việc xuống đấy bây giờ. Thế em đi bằng gì? Thật là em tính bắt Grab nhưng mà mãi chẳng được thì cả. Thế tiện anh chở em xuống đấy. Thế rồi em chỉ đường cho anh. Dạ. Đi, xe anh ở đây. Ui, anh xin lỗi. Anh xin lỗi nhá. Lỗi liếc chứ gì? Đi không có mắt để mà nhìn à? Anh xin lỗi rồi còn gì? Mà em xinh gái thế này, sao mà cáu gắt thế? Vì em xinh xắn ấy, cho nên mọi chuyện dù đúng dù sai, anh xin nhận hết. Anh xin lỗi nhá. Xinh gái thật á?
Thật ra thì tại em cũng đi không nhìn. Cũng tại em xin lỗi nhá. Thì lỗi là đúng rồi đấy. Lỗi của mày chứ lỗi của bố mẹ. Lần sau đi nhìn vào nhá. Ở bên chỗ nào khám chữa bệnh uy tín không? Thế ông bị làm sao? Dạo này tôi bị tâm lý nặng. Cứ mỗi lần mà nhìn thấy gái xinh là tôi lại quên mất mình là cô vợ. Thế tôi cũng bị bệnh đấy đấy. Sao đàn ông ai cũng mắc bệnh đấy nhỉ? Thế các bạn có bị thế không? Mày đối xử với tao như thế. Mày ghét đấy. Đâu? Nhiên. Tao bảo đi.